pin nó có nhiều, tôi chạy cũng là biết pin còn nhiều, pin quan nữa đấy cũng còn nhiều. Chia sẻ nhóm hả? Chia sẻ. Ủa, mấy anh có cái này nữa ha ta, mấy em nó không làm được như vậy hả? Ủa anh Bình Dương, hôm trước á em lấy cái ảnh của anh Bằng, ảnh kêu em là vô chỉnh nhưng ảnh thì em mở lên đúng không, em phát trực tiếp thử. Thì ở trên cái kế bên dưới trực tiếp bên đây nè, nó có một cái rồi, xin chào hình mọi người đó. Nhưng mà sao máy em không có? Không phải nó tiền. Nó tiền. Máy của Trung Vũ hết pin, thành cùng mình chuyển sang. Nhưng mà nó chạy hình vậy nó gọi vẫn được. Gọi được. Không vẫn được, gọi vẫn được mình. Gọi được nếu như mà cái hình người đó có camera là gọi được. Đúng rồi. Bởi vì em thấy ngộ lắm. Nó rất là ngộ, không hiểu. Có nghĩa như con gì. Cái gì vậy? Sao biết đơn giản. Đây này. Ông bảy dí rồi. Biết rồi không? Em đang coi anh từ từ đã. Cái gì? Em đang coi anh xài wifi hay xài cái gì? Mấy anh đâu ngộ vậy? Thôi xài cái gì được. Không, nó đang nói chuyện mất mạng. Không, bình tĩnh đi. Chuyện gì đúng không? Tâm Giang 2 là bắt lại gì? Ôi, Trần Siêu ơi, Trần Siêu ơi. Rồi, xin chào. Rồi, xin chào. Coi như là già rồi, làm gì mà làm một hai tiếng thôi, làm cả đêm. Đúng quá. À, một số người tâm. Một số người ta bức xúc, người ta nói không dừng lại được thì là thôi mình nay chỉ tiếng thôi. Một số anh em ta bức xúc, người ta nói thôi. Xin chào anh Bằng, anh chào tất cả mọi người nhá. Đấy thế thì cứ muốn lên cái đông người lên quá, cái đông người quá là không dừng. Nhưng mà sao thôi, để mà từ sớm để cho một số người người ta vào ta tranh luận. Tôi cũng mở diễn đàn nhanh Bằng, diễn đàn live chiều. Đấy. Mở hết ra, tháo hết cho khóa cho bọn background rồi. Mở hết cho bọn background rồi. Mở hết cho không đốc nữa, mở hết rồi. Cho nó vào để mà tranh luận. Rất sân bùi á, rất sân bùi á. Anh bảo với chơi nó ở diễn đàn của anh với Trung Vũ, nó náo thế mà sang diễn đàn tôi nó không náo thế nào cả. Đúng rồi, nó rất nói rất nhẹ nhàng và đàng hoàng. Anh xem clip trước của tôi mà xem đấy, rất sân bùi, nó nói rất là bình thường, nó không có nói náo một tí nào cả. Nó tranh luận mà bình thường như thế đúng, thì đây, mình vô tư nó được. Nó là chỉ nếu nó tranh luận bình thường thì mình để cho vô tư tranh luận thôi. Cho anh là trừ trường hợp mà nó nói náo quá thì mình nốc nó thôi cho anh. Cứ để cho tranh luận, không sao cả. Hôm qua là cái vấn đề anh Bằng biết không? Anh Bằng có biết là vấn đề hôm qua như là một số diễn đàn như diễn đàn cũng trình ngơ để cho mọi người lên chuyển minh. Là một số người là nói số chuyển minh. Đây là cái trường hợp mà mình ai thì mình không nói, nhưng mà mình tại sao như ông Nguyễn Phương Hùng mình không nói, nhưng mà Lợi Minh là tôi phải lên tiếng, nó là như thế đấy. Sao Bằng à, sao mọi người bảo dưới là không nghe được? Ở bên này tốt anh Siêu. À thế à? Thế thì chắc là bị mạng, nhưng mà tôi thấy mạng anh Thịnh thỉnh thoảng lại bị đứng. Đấy, bị nhại lại tiếng à. Đúng rồi. Đấy, như trường hợp Lợi Minh hôm qua tôi bực mình là tôi lên tiếng thôi. Mà thật hôm qua tôi với anh em vừa sần rất là bức xúc. Nhưng mà bây giờ mà chúng tôi lên tiếng ấy thì người ta lại bảo mà mình bị binh Lợi Minh, cho nó không hay. Nhưng mà mình thấy là nó bức xúc là mình
không ấy được. Phải nói thẳng một câu rằng là mọi những người đó chẳng hiểu gì cả. Mình cứ cho thẳng này. Bị cái bọn ba que nó rất mũi mà không biết mà cứ bảo mình khôn lắm, ngu hơn ba que thì làm sao đấu được ba que. Đã gọi là ngu hơn ba que thì đánh ba que kiểu gì? Nói rõ là đây, cho tôi nói là hôm qua tôi lên tôi nói thẳng luôn cả cái anh David Nguyễn ở bên nước ngoài đấy. Anh nên còn nói là thằng Lợi Minh Thiệu kia, tôi bảo ngay rằng là những người Azure mới là những người sợ, những người tồi bại, những người xấu. Câu chẳng hiểu gì cả. Câu nghe một clip. Anh bây giờ ví dụ như là thì em sẽ chứng minh cho mọi người một số vấn đề về Lợi Minh. Thế thôi. Nhưng mà trên quan điểm của em là hiện nay em ủng hộ Lợi Minh. Chứ còn bây giờ ví dụ các bạn ở bên đúng. Kia có gì nghĩ ngợi về Lợi Minh chẳng hạn thì một lát nữa thì em sẽ chứng minh cho một số điều xem là anh Lợi Minh xem nó có quảng cáo cho anh không, hoặc anh có thuê ba người đấy đến để mà ví dụ như trả vờ để giết anh không, để anh nâng cái tầm của anh lên đấy không. Đấy. Thì anh cứ nói đi, sau đó cuối cùng thì em sẽ đúng. Ví dụ như tôi nói thẳng tôi không phải tôi nên biết vô tư, mà bản thân tôi đến bây giờ tôi cũng coi một số người khác thì tôi không quen biết, bản thân tôi không quen biết Lợi Minh đâu, và tôi cũng thân thiết với Lợi Minh đâu, nhưng mà tôi thấy cái gì thật tao phải nói thật, ta động đo que là ta phải khôn hơn bọn đo que, cái ta ngu hơn bọn đo que thì đấu tranh kiểu gì. Một số những người Azure A Tòng, tôi gọi Azure A Tòng thôi. Đấy, nói thật là với anh bằng này thế, chỉ Azure A Tòng chứ không, họ không làm nổi được cái gì cả. Họ giỏi họ ra làm thể hiện cho mọi người nhìn thấy đi, chứ đừng có tu. Hãy làm được như Lợi Minh đi. Đấy, đấy tôi nói ví dụ thế, nói lung tung chúng bắt đầu là bảo thế loại kia rồi bảo Lợi Minh như này. Anh em mình lên mạng xã hội không ông nào muốn coi như làm tướng sĩ tượng xe là cái gì cả, anh hiểu không? Nhưng bây giờ ví dụ như tôi nói với anh Siêu cái hoàn cảnh điều kiện của tôi chẳng hạn, thì tôi làm tướng sĩ tượng xe làm cái gì, anh hiểu không? Đấy. Đúng. Cho nên là ví dụ muốn ông nào làm tướng sĩ tượng xe cũng được, tôi làm quân hết. Đấy. Chứ đừng cứ mà nghĩ là bây giờ ông muốn lên mạng để ông làm tướng làm cái gì chẳng hạn, nó chẳng được cái gì hết. Đúng. Anh cứ nói đi, sau cùng cứ tha chửi nhau thôi được. Azure vào về anh Lợi Minh thì tôi ủng hộ anh Lợi Minh, và tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết xem là anh Lợi Minh có coi như là có tự đánh bóng tên tuổi hay không, hoặc như này khác không. Thôi bây giờ anh Trần Siêu, tôi xin cỡ khoảng 3 phút đến 5 phút tôi nói, tôi phân tích như này, tôi chứng minh thứ nhất là anh Lợi Minh đã tham gia cái gọi là cái gọi là Intalk từ năm 2003 thì cái bao talk về năm 2013, mà cái mạng iPod hồi đấy thì chưa có mạng Facebook, mình anh em mình lên live stream như này rất ít người Việt Nam biết, mà trong khi đó anh Lợi Minh đã tham gia cái mạng này để mà chống bọn ba que ở trong đấy rồi. Thì nếu mà hồi đấy mà anh không có tinh thần chẳng hạn thì là anh vào đấy làm cái gì, anh đánh bóng tên tuổi làm gì ở đó, vì những người Việt Nam không biết đúng không. Thứ nhất tôi chứng minh cho các bạn biết, khi bắt đầu có mạng Facebook này thì anh mới tham gia cái mạng Facebook này. Mà thực tế tôi nói anh Lợi Minh, anh ấy chưa còn, hiện anh còn chưa biết live stream để mà mở. Đấy. Ví dụ anh như anh em mình. Tôi anh Trần Siêu xuống rồi. Rồi anh Trần Siêu ok lại, tôi sẽ mời lên. Vâng, mạng Facebook. Facebook. Thì là bây giờ nhá. Thứ nhất là như thế, trong cái mạng Pay Talk đấy thì không có đánh bóng tên tuổi được, mà những người nó có tinh thần đấy, yêu đất nước và yêu cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì người ta sẽ ấy thôi, người ta sẽ tham gia thôi. Và khi có mạng Facebook này thì là anh Lợi Minh mới lên trên cái mạng Facebook này, mà thậm chí đến bây giờ anh còn chưa biết coi như là live stream để mời mọi người lên cùng giao lưu, mà anh chỉ có nói cỡ khoảng 2-3 Rồi, tôi sẽ nói cho các bạn tiếp, chứng minh cho các bạn vấn đề thứ nữa là nếu mà bây giờ ví dụ Lợi Minh muốn đánh bóng tên tuổi mà thuê cái ba cái thằng ấy đến,
Tức là ba cái thằng đến thì các bạn xem clip rồi, thì là ba cái thằng kia đến nó chỉ gọi là nó mầm ở cổng thôi, chứ nó không bước vào. Bước vào thì ăn đạn ngay lập tức. Đó là theo cái luật pháp của Mỹ. Về giả sử ví dụ như lợi binh coi như là mướn ba người đi, cái điều đó là sự thực đi. Nhưng tôi nói với các bạn là rất nhiều những người khác quên một cái ý này đi, mà người ta chỉ gọi là bảo là mướn ba thằng này. Vậy thì lợi binh có mướn những cái bọn biểu tình đến biểu tình trước cái tòa thị chính của cái thành phố mà lợi binh sống hay không? Chúng nó biểu tình lợi binh yêu cầu cái ông thị trưởng thành phố đuổi lợi binh ra khỏi coi như nước Mỹ đấy. Thì đấy là cái ý kiến thứ hai, thì là lợi binh có thuê được một bao nhiêu cái bọn biểu tình không đấy. Cho nên là nhiều khi là các bạn phải với thứ nữa, bây giờ tôi nói với các bạn này, lợi binh hiện nay là người Việt Nam có hai quốc tịch, tức là lợi binh đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2009, mà coi như lợi binh đã đầu tư vào Bảo Lộc đấy, về cái vấn đề cà phê rất là nhiều đấy. Thì tôi nói các bạn nhá, hiện nay kinh tế lợi binh thì các bạn cũng biết, thì lợi binh có một cái biệt thự rất là đẹp ở cái vùng ngoại ô của cái thành phố mà nơi lợi binh sống. Mặt khác, cái đợt vừa rồi về Việt Nam thì nói chung là tôi cũng gặp lợi binh và anh em đi rất là nhiều, thì tôi biết là ví dụ hiện nay đất đai của lợi binh ở cái thành phố Bảo Lộc rất nhiều đấy. Cho nên là lợi binh hiện nay là người nhiều tiền, tôi nói thẳng ra như thế, so với kể cả người Mỹ mà so với cả người Việt Nam là người nhiều tiền. Thì tại sao lợi binh lại coi như là đánh bóng tên tuổi làm gì, được cái gì, đúng không? Mà lợi binh năm nào cũng về nước coi như là làm một lần đến hai lần, và thông báo các bạn tháng 12 này lợi binh lại về nước nữa, và cách đây khoảng 2-3 tháng thì lợi binh cũng về nước. Thì mỗi năm lợi binh về nước ít nhất là một lần, và nhiều nhất là 2-3-4 lần đấy. Cho nên là mình đừng gọi lợi binh là Việt kiều, mà lợi binh hiện nay là người Việt Nam, vì là lợi binh đã nhập lại quốc tịch Việt Nam coi như là năm 2000 nó hồi hương năm 2009 đấy. Cho nên là theo tôi nghĩ là lợi binh đó là đấu tranh vì cái tinh thần yêu nước của lợi binh, chứ còn không có một lý do gì để bạn đánh bóng tên tuổi cả. Đánh bóng tên tuổi không được một cái gì hết. Về vấn đề kinh tế, về vấn đề tất cả mọi vấn đề, các bạn cứ thử suy nghĩ xem. Còn lợi binh là người rất giàu tình cảm, tôi đã tiếp xúc đấy rồi. Trước khi chia tay tôi với Bình Dương nhé, ở tại nhà tôi coi như là lợi binh con nước mắt đã ngấn ra đấy. Cho nên là tôi bảo thôi chia tay nhanh để không nhớ cái ông như thế này thế khác đấy. Cho nên là một cái người như thế mà coi như là một số người ấy, thì thực tế ở đây ấy, tôi nghĩ là đó là cái quan điểm thôi, tôi cũng không đả phái gì cả, tôi không đả phái. Đấy là quan điểm, có khả năng do hiểu lầm hoặc do một lý do nào khác nữa. Nghe chưa? Ừ. Không, ở đây tốt mà, mạng tốt đấy. Hoặc là do một cái lý do nào khác nữa, nhưng mà để mà ví dụ là tấn công lợi binh thì theo tôi nghĩ là như thế này này. Ví dụ như bản thân tôi lên mạng xã hội, lợi binh cũng là người lên mạng xã hội, thì con người ta không ai mà ví dụ hoàn thiện được. Có khả năng mà ví dụ như tôi nói nhiều khi nó lỡ lời ra, nhưng các bạn cứ móc cái một cái lời nhỏ ở đấy ra để mà coi như các bạn bảo à, coi thằng này hiện nay còn đi hai hàng rồi, hoặc thằng này ba que rồi. Tôi nói với các bạn là như thế, là nhiều người á, như thế thì theo tôi nghĩ rằng nó cũng không khác gì gọi là cái tư tưởng của bọn ba que. Nó cứ bảo là à, đất nước mình nó lấy một số cái tiêu cực ra chẳng hạn, thì nó bảo là coi như là sau đó nó nhân cách hóa lên, bắt đầu nó trục vũ cho cả một cái xã hội và một cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, lãnh đạo đấy. Cho nên là khi nhìn vào một người ấy, thì theo tôi nghĩ là các bạn hãy nhìn như vậy, nhìn vào tổng thể của một người đó, và các bạn phải có cái đầu óc phân tích, đúng không? Chứ bây giờ tôi thường nói là cái những cái lời nói của chúng tôi ở trên mạng xã hội thì nó không bằng coi như 1% những người Việt kiều người ta sống ở những nơi ví dụ sống ở Mỹ hoặc sống ở Úc chẳng hạn, đúng không? Đấy, cho nên ví dụ tôi thấy là ví dụ một số anh chị Việt kiều chẳng hạn, khi mà ví dụ nói có vẻ hơi lỡ lời cái, các bắt đầu các bạn có một số bạn chụp một câu nói ở của người ta, cho các bạn nhân cách hóa vấn đề là các bạn nói người ta thế này thì các cái điều đó, thì nói chung là gọi là tôi phản đối cũng không phải, nhưng mà tôi cũng không thích lắm, đúng không? Ví dụ như chị Lisa Vũ chẳng hạn ở bên Úc, mà chị đấu tranh từ ngày xưa giờ, chị chỉ có nói mỗi câu này, thì cũng có khả năng là người ta sống ở những nước ngoài thời gian lâu, người ta thỉnh thoảng người ta về Việt Nam một thời gian ngắn thôi đấy. Vâng, tôi sẽ mời anh Trần Siêu. Rồi, mời Lưu Ly trước nhé.
về vấn đề mà cái tiếng Việt ấy, thì người ta nhiều lúc người ta quên đi. Ví dụ như chị Lisa Vũ chẳng hạn, thế chị có nói một câu là bây giờ tất cả các bạn ở Việt Nam có cần chúng tôi nói lên nữa không? Thì theo tôi nghĩ là nếu mà các bạn phân tích kỹ cái câu ấy thì đúng là hơi dở. Nhưng mà cũng có một cái mà các bạn phải thông cảm. Mình đừng biết cái gì một tí câu nói nhân để mà ví dụ quy kết cho cả người ta cái điều đó. Theo tôi nghĩ là quá không hay. Rồi xin chào luôn đi. Vâng, chào anh. Chào tất cả anh. Chào anh Trần Quang Cường nhá. Thì em lên em chỉ nói như này, hôm qua thì em cũng nghe nói một số những cái vấn đề nó lộn xộn liên quan đến anh Đại Minh. Thì em nói chung là như này, em chả bênh ai nhưng mà em muốn nói một cái tiếng nói công tâm. Đó là có đôi khi đấy, khi chúng ta lên trên mạng này đấy, thì có những lúc chúng ta cũng bị sảnh mồm sảnh miệng nói những cái lời nó chẳng may nó không chính xác. Thế nhưng mà có những người vì thù ghét cá nhân chẳng hạn, họ mới vin vào cái đó, không họ xuyên tạc bóp méo đi. Đấy, cứ mỗi một người bóp méo đi một tí thì bên kia cảm thấy ức chế, thì bắt đầu là không tìm được cảm xúc, lại tiếp tục xuyên tạc bóp méo, dẫn đến cái câu chuyện ầm ĩ đến như ngày hôm nay. Các bạn phải hiểu, nếu là có chúng ta gì có đôi lúc nói chẳng may nó lúc trong cái lúc mà cái tăng xông quá, mình có thể nói nó hơi quá chẳng hạn, thì cũng phải hiểu nhau. Những cái điều đó nó không phải bản chất cho tất cả một con người. Chứ bây giờ đấy có nhiều người ở bên nước ngoài, người Việt kiều, em ra số bọn kia bảo là em bằng anh nhà bạn của anh Thành, em cho mượn cái có cái mic nghe, tai nghe. Ôi trời ơi. Chào cô Nguyễn Hoa nhá. Em chỉ nói với lại mọi người một điều như này, thấu được thì nghe được. Nhiều những Việt kiều yêu nước, họ trong lòng của họ bình thường, họ chẳng có ý nghĩa gì không. Việt cộng hay là Việt gian gì đâu. Nghe được. Họ cũng nghe thấy cái bọn ba que bên kia nó xuyên tạc quá, nó gọi là nói ăn bậy nói bạ quá, thì họ bức xúc, họ lên trên mạng, họ chửi bới. Nhưng cũng nói thật, họ cũng chẳng phải vì cái tiếng cái tâm hay là vì cái động cơ. Cái kia được không? Kiếm được là được cái gì? Các bạn hiểu không? Thành ra là đến khi mà anh nghe rõ không? Anh Bằng nghe rõ không? Cả nhà có nghe rõ không ạ? Bên này ổn quá, bên anh Bằng ổn quá. Thì cái vấn đề của anh Đại Minh là bây giờ mình không nói xa nói vòng nói vo nữa, nói cái vấn đề của anh Đại Minh thôi. Thì nói thật, ngày trước anh Đại Minh ở chơi ở đâu thì Newly cũng không biết, nhưng mà mình thấy bản chất của anh Đại Minh rất là hiền, hơi đậm đảnh một tí. Đấy, anh Đại Minh là như thế, và anh ấy sống ở nước Mỹ, thành ra cái văn hóa của anh ấy là anh ấy không biết gọi là nói theo kiểu nói nhẹ nhàng, nói ý tứ, mà cứ nói thẳng những cái gì cho anh ấy nghĩ. Đúng thế rồi. Thì bây giờ như này, anh ấy có một hai lần nói sảnh ra, mà ngay kể cả cái câu nói mà bảo là phú quý sinh lễ nghĩa, gọi là bần hàn sinh đạo tặc, nói thẳng đúng. Cái là cái câu những người sống lâu ở Mỹ vì thực tế người ta trình bày về cái ấy thì thực tế các bạn phải thông cảm, nó khó. Một cái câu nói thế chẳng hạn, nó cũng không có cái gì cả, mà tự nhiên không hề nói đến chuyện giàu nghèo được yêu nước gì cả, thế mà tự nhiên lại bị bóp méo ra là giàu mới được yêu nước, nghèo thì không được yêu nước à? Thế thì khi họ bóp méo, đáng lẽ ra anh Đại Minh phải bình tĩnh và tất cả anh em phải bình tĩnh. Rồi xin chào các bạn. Thế nhưng mà vấn đề là ai cũng có cảm xúc, không phải ai cũng kìm nén được cảm xúc đó. Khi bị bóp méo thì mẹ đấy, thì ta nói thẳng đây, giàu thì mới được yêu, nghèo không được yêu đấy. Thì cái kiểu đấy là gì? Cảm xúc nhất thời, nó không thể hiện được bản chất của cả một con người. Lúc nhẹ nhàng, lúc yêu thương chúng ta có thể nói những lời rất văn hóa, lễ phép, lịch sự. Thế nhưng mà lúc cáu giận, lúc chửi bới thì chúng ta cũng lại trở về cái bản năng của con người. Chúng ta cũng chửi làm sao cho đối phương, mong làm sao là sát thương đối phương nhất. Thế nhưng nó không thể hiện cái bản chất là phản động, là ngụy quân, ngụy quyền. Không phải là... Mày à, em nói thật nhé. Em cảm nhận anh Đại Minh, anh có về Việt Nam, anh ấy chơi bời, anh đầu tư ở bên nước ngoài, anh cũng có điều kiện kinh tế thế nọ kia, thì tôi đéo hiểu là ông Đại Minh ông ấy làm phản động để làm gì nữa cơ. Mình nói thì không phải là bênh, nhưng cái điều đấy là chắc chắn là sự thật. Tất nhiên anh Đại Minh, nếu như bây giờ thực ra thì D3Q chúng tôi không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng chúng tôi chỉ có một điều nói với các bạn như này,
bây giờ chúng tôi không dính líu vào, không nói gọi là có một tiếng nói công tâm cho mọi người trong nước và những người ở ngoài nước. Thì coi như là có những Việt kiều yêu nước hoặc những người yêu nước ở trong nước, họ cảm thấy cô đơn. Khi họ phải đấu đầu với lại cả một cái tổ chức, một cái hội nhóm gọi là chống đối. Thì chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng, mặc dù những cái tiếng nói này chúng tôi thực sự không muốn nói, bởi vì quan điểm của Deva Quy là lên không muốn nói luận điệu xuyên tạc. Thế nhưng bắt buộc chúng tôi phải nói là bởi vì chúng tôi cần phải che chở cho những người mà họ yếu thế, để nuôi dưỡng trong họ cái tình yêu quê hương đất nước, cái ánh mắt nhìn về con người Việt Nam. Và qua đó mình sẽ nhân rộng ra cái số Việt kiều, người ta có tấm lòng yêu nước, người ta đứng lên, người ta gọi như cất lên tiếng nói để chống lại cái luận điệu xuyên tạc. Thế bây giờ tôi nói với các bạn nha, bây giờ ví dụ như các anh, một số anh Việt kiều, ví dụ anh có tấm lòng như thế, mình chưa biết như thế nào chẳng hạn, hoặc là dựa vào một cái mình nhân cách hóa vấn đề lên, rồi mình chụp mũ cho là cái là ông đi hai hàng, hoặc ông làm Việt Tân hoặc phản động chẳng hạn, thì những cái người kia người ta muốn lên tiếng nói nữa, người ta tụt lại ngay, đúng không? Vì thực tế là người ta vì cái tinh thần đối với quê hương đất nước người ta mới nói. Chứ bây giờ ví dụ một số người ta định nói chẳng hạn, người ta bảo là ui giời lên trên này các thứ nói là bị bọn trong nước nó dập, hoặc như thế này khác, vì một cái lý do gì đấy, hoặc vì lỡ lời ra một cái đấy, thì nói chung với các bạn ấy, ví dụ các thế bạn là, hiểu rằng thế là đến đúng. Khi đó thì chưa, thế khi đó là bị quy chụp mà không có đúng. Ai lên tiếng bảo vệ, thành ra làm sao, dẫn đến là người ta ui giời thì chán, thì yêu nước làm chó, thì yêu nước bị chửi, thế thôi thì cứ ở bên đấy. Thế là dần dần cái tiếng nói của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Còn đối với những người mà nó chuyên đánh phá rồi là quy chụp là thế này thế kia, em nói thật với anh ấy, cái luận điệu đấy rất bẩn tướng. Là gì? Anh chửi họ chán, đến lúc họ đi ra thì anh lại bảo đấy, tôi nói có đúng không? Tôi nói không, bây giờ này, đu đi, theo quan điểm của anh thì nói chung là mình gọi là bảo vệ thôi, chứ còn những cái người kia thì có khả năng, những cái người mà ví dụ có một cái tính chất gọi là phản đối anh Lợi Minh, thì nói chung là mình cũng không quy người ta như thế nào. Đấy là quan điểm của mình đối với Lợi Minh. Vấn đề là như thế này. Không chỉ riêng đối với anh Lợi Minh, mà mọi người khi nên chửi những cái người Việt kiều như chị Lisa Vũ hay là anh Lợi Minh, hay là một số anh chị Việt kiều mà ở bên kia. Anh ấy nói thật, mà cứ chửi như thế, đến khi mà anh về bên kia anh bảo thì con người thì cũng phải cần những cộng đồng. Con người cũng cần phải cộng đồng, thì họ không về được bên này thì họ lại sang bên kia, họ tụ tập hoặc họ chơi bài bên kia. Thì đến lúc đấy lại vỗ ngực họ bảo đấy, chúng tôi đã bóc đi ai là chuẩn xác. Thì đó đúng cái câu nói mà mình sẽ phải chuẩn bị trước. Đấy là gì? Đấy là cái những luận điệu đấy để họ bảo vệ họ. Nhưng mà thôi thì bây giờ như anh nói đấy, em cũng chỉ nói này. Chúng em, những cái người mà đã từng đi ra nước ngoài, cũng là người Việt Nam đi ra nước ngoài sống, chúng em hiểu được cái cảm giác của những người ở Việt Nam sống ở nước ngoài, họ cũng nhớ quê hương. Em trân trọng những tấm lòng đó. Và em xin nói với mọi người một điều rằng, em hãy kêu gọi người, chúng ta hãy cùng với nhau, người trong nước cũng như ngoài nước, hãy đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, đừng vì một cái cảm xúc nhất thời nào đó mà quy bản chất cho người ta như vậy. Ví dụ như là những lúc mà em chửi nhau đấy, em cũng chó chết bỏ mẹ ấy, em cũng dùng những lời nghĩa mạt hạng bỏ mẹ ấy. Thế nhưng mọi người vẫn bảo thằng Newny nó rất là lịch sự, nó cũng rất là biết điều. Tại sao lại chỉ một cái khoảng khắc đó mà lại quy chụp em là con chó, đúng không ạ? Đây, bác Cầm đấy, ví dụ như bác Cầm này chẳng hạn, nói đơn giản, bác Cầm, bác sẵn sàng lên tiếng nói, chúng ta rất là yêu quý, đúng không? Thế đúng nhưng rồi. Vì một cái giây phút nào đó, cũng vì bực tức người nào đó ở trong nước, bác có thể lên bác chửi. Thế là chẳng nhẽ chỉ vì một cái giây phút đó mà sao chúng ta quy? Lại quy chụp cho họ là phản động hay là thế nọ kia. Còn cái vấn đề này, ở trong cái cộng đồng cờ đỏ này hiện nay này, là gì? Là cứ một người này nó chỉ vào nó phá một tí thôi, nó kích động người kia một tí thôi. Thế người kia chửi tiếng thì bên này miếng bấc đem đi, miếng chì ném lại. Thế là dẫn đến là cứ ầm ĩ lên, không ai chịu đối thoại với ai cả. Đúng rồi. Cái vấn đề là như nào? Nếu như các vị đã có tấm lòng với nhau, tại sao không đối thoại? Tại sao không điện thoại Messenger? Vì tất cả những người này đều đã những người ít nhiều biết đến nhau rồi. Đúng rồi. Cái trời này làm gì có riêng đâu mà bảo không đợi trời chung. Không lẽ anh Lợi Minh sống thì một số người kia phải chết. Tôi nói cho Lê Nguyễn này, tôi đéo bao giờ hóng là Việt kiều hay không Việt kiều, nhưng tôi hóng là cái gì? Tất cả những tấm lòng cần được trân trọng. Chứ còn đừng thấy rằng là người ta là Việt kiều để mà vồ vập. Chính vì vồ vập nên không có, nên bắt đầu không được, bắt đầu mới quay ra đánh phá.
tôi cũng thông báo với vừa nãy tôi thông báo các bạn rồi. Hôm nay anh Minh cũng là người Việt Nam. Mày chửi tao hơi nhiều anh biết rồi. Ở Hồi Hương năm 2009 thì hiện nay Lợi Minh có quốc tịch Việt Nam, cho nên thường đầy đủ những cái quyền công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Đấy. Cho nên là nhiều khi các bạn cứ gán cho Lợi Minh là cái Việt kiều, rồi các bạn coi như là có một cách hành xử như thế này thế khác, như thế tôi thấy là nó cũng không hay lắm. Vâng. Tôi không nói là người Lào nó cũng hay là gì cả, mà tôi chỉ muốn nói này, nếu như anh em trong cộng đồng mà có cái vấn đề gì xích mích, tại sao không messenger, tại sao không đối thoại với nhau mà cứ người này mở livestream chửi người kia? Cái đề ba quy chúng tôi bị chửi rất là nhiều, chúng tôi bị chửi là lũ ô hợp, bị chửi thế này thế kia, nhưng chúng tôi chưa bao giờ lên tiếng về những chuyện đó. Ai muốn chửi cứ chửi. Đúng chúng rồi. Tôi vẫn cứ hàng ngày lên livestream nói chuyện với bà con. Đúng rồi. Thì theo cái tiêu chí của chúng tôi muốn là giữ sạch cái livestream của mình. Đến hôm nay khi anh Lợi Minh bị đánh như này thì chúng tôi cần phải nói chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy, nhưng chúng tôi không phải là ủng hộ anh ấy để lên chửi người khác. Chúng tôi chỉ kêu mọi người một điều như thế này. Hãy tìm hiểu thật kỹ, nếu như cảm thấy không chơi được với nhau, chúng ta không liên lạc không gì hết, thế là xong. Còn chửi nhau để làm gì? Chúng ta cần trân trọng tất cả những tấm lòng. Ở trong nước yêu nước là một cái nghĩa vụ, còn ở nước ngoài họ yêu nước đó là một tấm một món quà, chúng ta cần phải trân trọng. Bởi vì nghĩa vụ của những người ở nước ngoài, họ đang sinh sống và họ quốc tịch nước ngoài, họ không cần phải yêu nước Việt Nam. Giống như anh John Trần, anh ấy cũng không cần phải yêu nước Việt Nam. Và ở đây có bạn Vô Thường, tôi cũng đóng góp ý kiến với bạn như này. Nếu như bạn có bất cứ một điều gì đó ủng hộ chúng tôi, ủng hộ những người D3Q, chúng tôi tha thiết yêu cầu bạn và những người bạn của bạn, chúng ta các bạn dừng cái chuyện chuyên đi đấu tố bóc mẽ nhau lại, nó không hay, không đẹp, dừng lại. Mặc cho ai làm gì thì làm, chúng ta dừng lại và không bao giờ nói động cả bất cứ ai nữa. Chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ, tạo nên một cái diễn đàn thật là vui, thật là hấp dẫn, thật là đoàn kết. Đây là tôi có ý kiến đóng góp với bạn Vô Thường như thế. Nếu như bạn mà bạn nói lại mình muốn làm thế là không nên. Đấy là tôi nói thật, đừng để cho người khác người ta chụp cho bạn. Mình gọi là mình yêu quý thôi mà mình ủng hộ thôi. Chứ còn mình đừng có ấy thế như thế, đừng có muốn năm anh ấy nói với lại quân khúc như thế. Chứ mình thì là đừng làm nhiều thế. Còn tôi nói bằng anh Tiến này, vâng. Bạn chửi tôi rất là nhiều bằng những lời lẽ rất mặt hạng. Tôi chưa bao giờ chửi đến bạn, chưa bao giờ nhắc đến bạn mà tôi cũng chưa bao giờ biết bạn là ai. Cho nên bạn phải suy nghĩ lại cái cách làm người của bạn đi. Rồi bây giờ này, anh nói với Luni này có anh Nguyễn ở đây thì thực tế ra là anh cũng gặp anh Nguyễn một lần. Nhưng mà sau đó thì mọi người bảo đấy là anh Nguyễn. Chứ thực tế là anh ấy gặp thì cái hôm ấy gặp thì đưa anh lại Minh ra ngoài tàu. Để cho em nói chuyện nốt với Vô Thường một lần này. Tôi biết bạn là ai và bạn cũng đã biết tôi là ai. Tất nhiên là chúng ta chưa bao giờ nhắn tin hay điện thoại hay nói chuyện với nhau. Nhưng ý tôi muốn nói đây là chúng ta hãy dừng cái chuyện đấu tố lại. Hãy dừng hết tất cả lại. Họ tốt, họ xấu. Thì tôi nói cho bạn biết này. Một người xấu vĩnh viễn không bao giờ họ có thành công được. Đúng rồi. Còn tôi nói bạn hữu xạ tự nhiên hương, chúng ta biết chúng ta để đó và chúng ta không làm bất cứ điều gì nữa. Chúng ta hãy tạo lên một cái cộng đồng. Vô Thường, tôi nói với bạn đấy, đấy là tôi đóng góp ý kiến với bạn như thế. Còn tất nhiên ý kiến của tôi bạn có thể nghe có thể không nghe. Không phải Quân Khúc ơi, Luni nói không phải là bảo Quân Khúc chửi ai đâu, tức là mình bảo là ví dụ Quân Khúc Luni nói ý thì là Quân Khúc phải ấy là chứ không nói bảo Quân Khúc chửi. Tôi không bảo là bạn chửi tôi mà tôi nói là bạn là như này là tôi thấy dạo này bạn có đánh phá có chửi bới một cái chỗ nào đó chẳng hạn thì tôi muốn nói là bây giờ chúng ta hãy dừng cái điểm đó lại. Tôi nếu như bạn còn bạn và các bạn của bạn ủng hộ D3Q chúng tôi hãy nghe lời kêu gọi chúng tôi là chúng tôi các bạn hãy dừng cái chuyện đó lại. Tôi cái không bây giờ này. Anh nói Quân Khúc này tức là Luli cũng có một cái tính chất xây dựng. Còn lại ví dụ cái chuyện của em là em có muốn làm thì làm mà không cái chuyện này cái chuyện của em. Đấy chứ Luli chỉ có ý kiến thế thôi. Bây giờ đấy là cái quan điểm của riêng Luli. Đấy. Chứ còn ví dụ cái quan điểm của anh chẳng hạn từ ngày xưa giờ nó thật ra nhá. Anh cũng nhận định được cái vấn đề coi như cái mạng xã hội như thế nào. Cho nên là nhiều cái là ví dụ là người ta cũng khều anh rồi cũng nói nọ nói kia. Nhưng mà bây giờ như này Vô Thường này.
vô thường ơi, tôi rất mình sống làm sao cảm ơn bạn là bảo là bạn chỉ đánh như đám đám gọi là phá đám anh em, nhưng mà như này nếu như mà bạn cứ đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại vô hình thôi, chúng ta đã mất đoàn kết rồi. Lúc đi thôi, mình nói chung là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình đừng nói nhiều. Chứ bây giờ ví dụ như anh nói cái quan điểm của anh là anh im lặng bây giờ. Thôi được rồi, thì đấy thì tôi chỉ đóng góp với bạn như thế, còn nếu mà tùy bạn thôi, tôi không có vấn đề thôi, gì cả. Thôi lưu đi, mình nói em nói lên thế rồi, hiện nay có anh Trần Siêu muốn lên thì là mời em xuống, anh mời anh Trần Siêu nhá. Rồi ok. Rồi em đang mời anh Trần Siêu, anh Trần Siêu. Còn tất cả các bạn ở trên mạng xã hội thì bạn muốn cảm xúc ai, bạn thích ai thì cái chuyện riêng của các bạn, không ai ngăn cấm, hiểu không? Không ai đấy, đấy là cái chuyện riêng của mỗi người. Ví dụ có người thì thích Quân Phúc, có người thì thích người này người khác. Nói chung là đấy là cái quan điểm riêng thôi, không vấn đề gì cả. Ví dụ như bây giờ, xin lỗi anh Trần Siêu, em nói một phút nữa. Bây giờ ví dụ một số người lên livestream hạn, hoặc một số người viết tốt chẳng hạn, thì mỗi người có một cái lợi thế riêng, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ các bạn đừng có nghĩ, ví dụ một số bạn ấy, bạn cứ nghĩ là ta đứng trên cao, ta phải coi như là bảo ông này, ông livestream ông phản thế này, ông kia phải như thế kia, hay là hoặc ông viết tút phải như thế này, phải viết tút như kia. Ví dụ như là, ví dụ tôi ở một cái trình độ nào đó thì tôi livestream làm sao mà thích hợp với điều kiện của tôi. Ví dụ như Hà My ở cái điều kiện, cái ví dụ như thế nào thì cái chuyện đấy là Hà My lên live để mà thích hợp với cái kiểu live của Hà My, hoặc Thái Hùng Diễn thế thôi, hoặc tất cả các bạn thế thôi. Tôi tôn trọng tất cả các bạn, miễn là các bạn coi như có tinh thần yêu nước đó kia tất cả thứ, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ một số bạn đứng ở bên trên chỉ coi như mày phải như thế này, mày phải như thế khác, cái chuyện đấy thấy chưa, là theo tôi nghĩ là nó có một cái gì không hay lắm. Các bạn không thích cái kiểu ấy thì có khả năng là các bạn mắc xì gơ cho riêng chúng tôi, bảo là anh lên như này lên thế khác. Thì mình thì ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi sẽ nói lên cái quan điểm của tôi, nhưng mà nhân đây tôi nói lên cái quan điểm của tôi, anh Trần Siêu lại xuống rồi, thì là quan điểm của tôi là tuyên truyền đấy. Còn ví dụ cái kiến thức của tôi có đến đâu thì tôi tuyên truyền đến đấy, chứ tôi cũng không phải là người đã được coi như là dư luận viên như bọn ba que nó nói ấy, là như tôi là dư luận viên đã được coi như ban tuyên giáo, người ta đào tạo đấy lên mạng.